Bỏ qua Brazil và Indo, báo quốc tế nói thức uống này ở Việt Nam mới là số 1, không thử thì phí một đời. Xin chào các bạn, Việt Nam Stronger đã quay trở lại rồi đây. Các bạn thân mến, đối với khách du lịch ghé thăm đất nước xinh đẹp hình chữ S, thì cứ hễ 10 người thì cả 10 người lại tấm tắc khen ngợi nền ẩm thực của Việt Nam. Một phần vì sự đa dạng, phong phú của những món ăn, thức uống, một phần vì hương vị đặc trưng mà không nơi đâu có thể soán ngôi được. Như mới đây, một thức uống đậm đà bản sắc Việt Nam vượt mặt Brazil và Indo, được tờ báo quốc tế khen ngợi hết lời và đánh giá là thức uống ngon số 1 thế giới. Nhiều người còn cảm thán dùng những mỹ từ như là bùng nổ vị giác, đậm đà hương vị, thơm ngon, sánh mịn để diễn tả món nước này. Vậy loại đồ uống nào của Việt Nam lại khiến tờ báo quốc tế đánh giá là cơn sốt mới của ngành ẩm thực? Liệu du khách nước ngoài đã bình luận như thế nào khi thông tin này được lan truyền rộng khắp cõi mạng? Mời các bạn hãy theo dõi video ngay sau đây nhé! Thôi chẳng dài dòng làm gì, thức uống mà được báo quốc tế hết lòng ca ngợi chính là cà phê muối đấy các bạn ạ! Dù là thức uống mới nổi tại Việt Nam, nhưng hương vị đậm đà đặc trưng của cà phê Việt Nam sánh quyện cùng lớp kem muối mịn màng đã và đang đốn tim thực khách tứ phương. Không hổ danh là vùng đất cà phê, con người Việt Nam luôn biết cách làm mới, sáng tạo để đưa nền ẩm thực quốc gia vươn tầm thế giới các bạn nhỉ! Cà phê Việt Nam xưa nay nổi tiếng là loại thức uống ngon lành, hấp dẫn với những phiên bản truyền thống như là cà phê đá, cà phê sữa hay những phiên bản mới hơn như cà phê trứng, cà phê cốt dừa, cà phê sữa chua. Thì nay, bằng trí sáng tạo và bàn tay người Việt, cà phê đã tái sinh ở một phiên bản hoàn toàn mới lạ. Nhiều người phải thừa nhận, yêu ngay loại thức uống này từ những ngụm đầu tiên, gật gù miêu tả cảm giác khoan khoái, húp một ngụm, vị cà phê đậm đà khắp khoang miệng cùng lớp kem muối mềm mịn bùng nổ vị giác. Theo hãng CNN Travel, cà phê muối Việt Nam đã trở thành xu hướng đồ uống phổ biến trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok trong những tháng gần đây. Không những thế, hãng này còn nhận định món cà phê muối Việt Nam đang trở thành xu hướng ẩm thực mới. Ở Mỹ, nhiều người cố gắng tùy chỉnh ly cà phê của họ sao cho giống thức uống này nhất có thể. Thậm chí là thức uống này được yêu thích tới nỗi gần đây, thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks cũng điều chỉnh hương vị của một thức uống cà phê tại hãng giống với món cà phê đá Việt Nam. Ngay cả chi nhánh Starbucks tại Việt Nam cũng không nằm ngoài trào lưu khi vừa tham gia làn sóng cà phê muối, tung ra phiên bản cà phê muối của thương hiệu vào tháng 5 năm nay. Và hiện không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới ngày càng xuất hiện nhiều phiên bản đặc biệt của loại đồ uống ngọt ngào có chứa cà phê in này khiến khách hàng mê mẩn. Theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu thị trường toàn cầu Mintel công bố vào năm 2023, người tiêu dùng ở ngoài châu Á ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm với các hương vị cà phê muối mới lạ. Khoảng 71% người tiêu dùng Gen Z được Mintel tại Mỹ phỏng vấn cho biết họ quan tâm đến thưởng thức đồ uống cà phê, lấy cảm hứng từ châu Á như cà phê Việt Nam. Tại Mỹ, Liss Cafe, chuỗi quán cà phê bán đồ uống Việt Nam đã mở rộng tới hơn 40 chi nhánh trên khắp nước Mỹ sau khi mở quán cà phê đầu tiên ở California vào năm 2011. Trong khi đó, các quán cà phê độc lập của Việt Nam đang mọc lên khắp nước Mỹ với Phin Cà Phê ở Sydney hay là Cà Phê Roaster ở Philadelphia cung cấp các phiên bản cà phê muối. Bên kia Đại Tây Dương ở thủ đô London, Anh, những quán cà phê cũng cung cấp nhiều loại đồ uống cà phê Việt Nam khác nhau, trong đó có cà phê trứng. Ngoài ra, trào lưu này phổ biến tới nỗi, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất có cà phê muối. Vào năm 2023, một bài báo của Bon Appetit đã đưa ra lời khuyên với những tín đồ mê cà phê. Nên thêm một chút vị muối vào cà phê để giảm bớt vị đắng và tăng hương vị. Truyền thống này đã tồn tại từ hàng trăm năm trước ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Siberia. Được biết, nơi bắt nguồn, phát minh ra loại đồ uống này là quán cà phê muối, một quán cà phê nhỏ và đơn giản ở thành phố Huế mộng mơ của Việt Nam. Khác hẳn với những phiên bản cà phê trứng, cà phê sữa tươi, cà phê cốt dừa, thì cà phê muối là kết tinh của những giọt cà phê phin hòa quyện và sữa đặc béo ngậy cùng lớp phủ kem muối lên trên, tạo nên một hương vị mới lạ bùng nổ trong khoang miệng. Theo chia sẻ của Hồ Thị Thanh Hương và anh Trần Nguyễn Hữu Phong, đồng sở hữu quán cà phê trên, chúng tôi tạo ra cà phê muối vào năm 2010 khi bắt đầu mở quán cà phê muối đầu tiên. Sự kết hợp giữa sữa đặc, muối và cà phê đen đã tạo nên hỗn hợp kem làm dịu đi vị đắng của cà phê và cân bằng vị ngọt của sữa đặc. Không những thế, anh chị còn cho biết thêm, chúng tôi hy vọng tên quán sẽ thu hút mọi người vì khách hàng thông thường nghĩ rằng cà phê đen chỉ có đường hoặc sữa. Chúng tôi nghĩ rằng nếu muốn mở quán cà phê thì phải làm khác biệt một chút để thu hút khách hàng. Và vị cà phê muối đã giữ khách ở lại với chúng tôi. Những người dân địa phương và những khách du lịch tò mò bắt đầu ghé thăm và họ đã thích thức uống này. Người Huế có thói quen uống cà phê đen với đường.
hoặc sữa đặc nên cà phê mặn bị coi là đồ uống lạ. Sau những năm dịch bệnh COVID-19, cà phê muối dường như đang trở thành xu hướng trên khắp Việt Nam. Ở Huế, cà phê muối trở thành thức uống hàng ngày giống như cà phê đen hoặc nâu nên xu hướng mang lại nhiều thay đổi trong thực đơn của các cửa hàng, quán xá. Nhiều người nghiện cà phê muối tới nỗi là thừa nhận rằng nếu không uống một ly cà phê muối vào buổi sáng thì buổi sáng bắt đầu không trọn vẹn. Thậm chí thức uống độc đáo này được giới trẻ ưa chuộng hơn hẳn cà phê đen, cà phê nâu. Sữa và kem ngọt làm cân bằng vị đắng của cà phê, còn muối làm tăng vị ngọt. Giống như một chút muối trong caramel mặn làm cho hương vị caramel nổi bật hơn. Loại đồ uống này không chỉ gây thương nhớ cho người dân trong nước mà khiến du khách quốc tế phải đảo điên săn lùng. Nhiều người cảm thán nhanh chóng thêm cà phê muối Việt Nam vào danh sách yêu thích của mình. Wow, một loại thức uống quá độc đáo. Tôi không nghĩ là cà phê có thể kết hợp với muối tạo thành một phiên bản mới lạ và ngon lành tới vậy. Tôi đã thử qua cà phê trứng, cà phê sữa chua, cà phê cốt dừa. Và giờ đây như các bạn thấy đấy, trên tay tôi là một ly cà phê muối béo ngậy. Sự sáng tạo này làm cho cà phê Việt Nam được nâng tầm quốc tế. Quá hấp dẫn, lớp kem muối tưởng không ngon mà ngon vượt ngoài mong đợi. Trước khi thử thì tôi rất ngần ngại liệu món cà phê này có khiến tôi đau bụng hay không. Cà phê Việt Nam nhiều phiên bản tới nỗi khiến tôi bối rối khi nhìn vào menu của quán nước. Đậm đà của những giọt cà phê phin kết hợp với sự béo ngậy của sữa đặc cùng với lớp kem muối mềm tan tạo nên một hương vị đặc trưng mà chỉ Việt Nam mới có. Bởi hương vị đặc trưng riêng biệt, cà phê muối Việt hiện đang tạo nên cơn sốt trên thế giới trong thời gian gần đây. Với sự kết hợp tưởng không hợp mà hợp không tưởng này, cà phê muối tạo nên một cơn lốc chấn động ngành F&B toàn cầu. Ấy chà chà, thật không hổ danh là vùng đất của cà phê. Việt Nam được đánh giá là nơi có nhiều sự kết hợp với đồ uống này nhất thế giới đấy các bạn ạ. Với nhiều sự kết hợp độc đáo, hương vị rất mới lạ, có thể uống lạnh hoặc nóng đều rất ngon, khiến thức uống này ngày một cuốn hút nhiều người sành uống, phổ biến khắp nơi trên thế giới. Nhiều người còn tấm tắc khen ngợi cà phê Việt Nam với nhiều từ ngữ mỹ miều, thức uống ngon nhất thế giới, ngôi sao sáng mới nổi trong nền ẩm thực thế giới. Vậy ở đây, có bạn nào chưa được thưởng thức thức uống mới lạ này không nhỉ? Nhanh tay lẹ chân order ngay một cốc cà phê mát lạnh mà nhâm nhi thưởng thức đồ uống ngon nhất thế giới đi nhé mọi người ơi! Ở đây có bạn nào là fan của cà phê thì hãy bình luận số 1, tạo một nhóm cùng chúng mình lập hội đi La Cà phố xá ngay nào. Ngoài những thông tin mà chúng mình chia sẻ, bạn còn có những thông tin gì khác về ẩm thực Việt Nam thì bình luận cho chúng mình được biết về nhé. Đừng quên những video đánh giá về nền ẩm thực Việt Nam của du khách nước ngoài được chúng mình gắn dưới mô tả đấy nhé. Kéo xuống mô tả và xem thêm nhiều nội dung liên quan nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.